rung rung rung. Tắt, tắt đèn không? Rất. Nhìn được. Ôi. Nhìn cái đèn này choáng. Ôi, từ từ. Cho tôi hướng tí chị ơi. Mờ tịt mồ thế này trời. Ôi này tự nhiên cái máy này nó mờ ấy. Này. Như này. Không, tự nhiên nó mờ ấy. Này. Âm binh ấy. Giáo ai sờ vào đấy mà cũng mờ. Chắc là chạm tay vào đấy đâu có hơi gì. Mình vẫn nhìn vào máy đây, mình vẫn thấy. Điệt mẹ nóng vai đá chứ ơi. Số em cứ toàn bị mất với cái thứ linh tinh này. Cổ đúng không? Tôi cũng đeo kính nhìn vào đây cho thấy gì. Lỗi tiếp. Mẹ nhìn nhìn nó nhìn được thôi cụ. Đường xước vào. Cái này giống như lỗi rút sợi ấy chị ạ. Kệ kệ. Nhiều lắm. Đường xước vào nhân 4 rồi mà. Bên kia có lỗi không? Em mình nói nó cũng nghe mà. Cái vải này bụi bu vào hay sao ấy.
Mai thứ mấy? Mai không hôm sao? Hôm nay đi ăn sinh nhật. Tề gái đi luôn à? Tề gái đi luôn à? Tắm rửa chứ. Tắm rửa của đầu tăng điểm à? Tốn 2 lít vào đấy nhỉ? Hôm nay không cho nó đồng nào? Đồng vẫn ngay ra đấy. Đi lít. Ôi nóng thế chị, này mà quên đổ luôn đấy. Không. Sợ nó mà. Lạnh vậy, nóng vai đây, thịt mẹ. Chết tiệt. Nhiều thế. Nhiều lắm. Vậy dưới này đầy hết rồi, thôi kệ cho anh chàng quay nữa. Rồi quay hết cho chị, chắc hết rồi đấy nhỉ, cuộn lại đi.